giờ á, mày muốn thả con bò mày ra thì mày đem 100 triệu tới đây cho tao. Không phải con muốn đi. Sao? Bữa nay chị qua đây á, nhà em chuyện gì? Chị á tính cho người yêu của chị. Giờ chị gọi cho ảnh. Xong rồi á, mày giả đòi bắt cóc chị. Tống tiền ảnh, có thể làm sao nha. Vậy là chị biết là chị của em diễn diễn xuất đúng không? Đúng rồi. Mày dám làm cho nó thiết kế được cho nhau. Mày muốn thả con bò mày ra thì mày đem 100 triệu tới đây cho tao. Còn không á là mày tự tìm mày chuột cái gì. Anh ơi cứu em đi, em sợ quá anh ơi. Anh em chuyện sâu quá à. Hôm qua đọc được tin nhắn của em rồi. Em thuê người ta đến cho anh như vậy. Thôi không giỡn nữa, về nhà ăn cơm đi. Về nhanh nha. Được á. Rồi anh tắt mấy ngàn luôn mà chị, cho chị được nữa cho. Tiếc ghê á, ngày hôm qua chị nhắn tin cho mày mà chị quên số tin nhắn. Đó không quá chị, xong luôn. Thôi, chị đi về nha, cảm chờ. Ô, đừng còn chị hứa chị. Tí nữa chị chuyển khoản cho, lo quá. Chị im. Nói nghe nè. Hồi nãy á. Thôi, bây giờ em cho chị đi. Không có gì là cái nhà cái con hứa. Ôi mà đi. Đi. Anh ơi, anh ơi, cứu em, anh ơi. Các bạn khi trêu đùa người yêu cũng nên có giới hạn, đừng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Hãy luôn cảnh giác bởi cuộc đời không có chữ giá như.